Chiều rồi nên mình mới cho bé Hồng Ngọc, bé lớn mà bị bệnh đó cả nhà, uống nửa viên nó thì không có mà nhét được, nó lì quá nhét không nổi nên không có dụ được luôn, không chịu ăn gì luôn nên quậy sữa và hút ra. Còn bây giờ là tới tới bé Út. Rồi mình giả ra, mình giả vô cái rồi mình hút vô cái silon. Bây giờ mình đem vừa xúc xích vừa sữa ra ngoài bé béo bút béo để coi tên gì mình quên tên hoài. Béo tên Ngọc Bích nha cả nhà, này Hồng Ngọc, kia Ngọc Bích. Còn đó bé bé đó có sấy lưng đó, còn hai đứa này đang quậy ngoài đường nè. Đó thì bây giờ mình vô mình ẵm ba bé này ra cả nhà. Hello. Xin chào mọi người. Còn là Ngọc Bích đó. Thấy hồi sáng mình thấy mình cho bé Ngọc Bích uống uống 1/4 viên. Của con nè. Bé đây. Giờ bây giờ mình gì sủa dữ vậy, ở đâu chạy đâu? Rồi ba đứa nó gần gần luôn cả nhà, nó nghe một xúc xích rồi. Đừng có bây giờ nhả ra nha. Tới nữa nè, không uống á là cho tôi vô đi, cho tôi vô, cho tôi vô đi, trời ơi, cho tôi vô đi cả nhà ơi. Bà con cô bác sống về cho tôi vô. Phú tắm thì con, tối rồi con. Xe đạp con rồi. Tắm thì con, tối rồi. Tối rồi. Lạnh á, lạnh á. Gì sủa dữ Phú? Nhả ra không à. Bụng
vẫn chưa có no. Rồi 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 rồi, lắp vô cho đúng vô trang xúc xích. Uống vô, ráng uống vô. Nhiễu không à? Ừ, cái bụng cứng căng, cứng cứng rồi nè. Cứng rồi, cho ăn xúc xích nè. Ăn coi. Không ăn là bọn kia vô nó ăn á. Có cái bọn đó kìa. Trời ơi nghe mùi. Bóp bóp cho con dễ ăn nè. Rồi đây, rồi đây. Thả bên kia ra, thả bên kia vô cái là ăn không còn hột luôn á. Đấy rồi cha đi lấy cái khăn cha lau mặt cho con. Mấy kia thấy ghê luôn các bạn ơi. Nó rần rần luôn các bạn ơi. Nghe mùi xúc xích mình nó chịu không nổi nữa, rần rần. Thôi bây giờ mình thả ra cho tụi nó vô tụi nó ăn. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ video cho mình để mình có thêm động lực làm video mới nữa cả nhà. Thôi xin chào. Thì lúc thời điểm này mình rất khó khăn nên cả nhà có thể giúp đỡ cho thằng Cún có cơm no mà cả nhà. Thôi xin chào.